nhu cầu tiêu thụ hoa của hà nội là rất lớn trong đó hoa đà lạt được người dân thủ đô đặc biệt yêu thích tuy nhiên để đảm bảo nguồn hoa đà lạt ổn định cung ứng cho thị trường thủ đô cần phải có sự hợp tác gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa các doanh nghiệp hoa đà lạt với hệ thống kinh doanh hoa trên địa bàn hà nội để đáp ứng nhu cầu hoa của người dân cũng như mở rộng địa bàn tiêu thụ hoa Đà Lạt, vừa qua Sở Công thương Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ hoa Đà Lạt tại thị trường Hà Nội. Tại hội nghị, đại diện Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết, thành phố Đà Lạt với điều kiện khí hậu đất đai thuận lợi cho việc phát triển các loại hoa, đặc biệt là các loại hoa cao cấp có nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới. Diện tích trồng hoa tại Đà Lạt chiếm 64,7% diện tích và gần 70% sản lượng hoa của tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, có hơn 3,5 ha diện tích trồng hoa áp dụng kỹ thuật công nghệ cao như nhà kính nhà lưới hệ thống tưới tiết kiệm màng phủ nông nghiệp theo đại diện lãnh đạo sở công thương hà nội hà nội sẽ tạo điều kiện kết nối các doanh nghiệp hoa đà lạt với các đối tác kinh doanh trên địa bàn để sản phẩm hoa đà lạt ngày càng tỏa hương sắc trên đất thủ đô sở công thương hà nội cũng đề nghị các hội viên của hiệp hội hoa đà lạt ký hợp đồng cung ứng tiêu thụ ổn định giữa các nhà cung cấp của lâm đồng với các nhà phân phối thương nhân hà nội để đảm bảo nguồn hàng ổn định cạnh tranh với các sản phẩm hoa ngoại nhập